Từ trước đến nay thông thường khi nói đến thú vui tao nhã, chúng ta nghĩ ngay đó là thú vui của các bậc tao nhân mặc khách, tức là khách văn chương, tức là những người nghệ sĩ có tâm hồn lãng mạn bay bổng thoát ly khỏi trần tục. Và đó là thú vui của những người đã dư giả về vật chất đã không còn phải lo gánh nặng về mưu sinh nữa. Đó là thú vui của những người yêu nghệ thuật, đó là thú vui của những người chơi cây cảnh, chơi hội họa, kiến trúc, điêu khắc, văn chương, thơ, âm nhạc, vân vân và vân vân. Nhưng các bạn thấy rất rõ là ở trong xã hội thì mỗi người mỗi việc có những người làm những ngành nghề khác nhau Chúng ta có thể làm bác sĩ, làm kỹ sư Rồi có những người là công nhân, có những người chạy xe ôm Có những người là phụ hồ, có những người là nông dân Vân vân và vân vân Xã hội đã phân công mỗi người mỗi việc Nhưng các bạn thấy tiệu chung làm gì đi chăng nữa Nhưng chúng ta đều có một cái sở thích cao quý giống nhau Đó là hướng đến sự nhã nhặn trong tâm hồn Đó là giải thoát mình khỏi sự ràng buộc bởi cơm áo gạo tiền Các bạn thấy rất rõ Xuân Diệu nói rằng cơm áo không đủ với khách thơ các bạn thấy rất rõ là đam mê nghệ thuật rồi Nhưng ai cũng thế cũng phải mưu sinh nhưng các bạn thấy rất rõ là có nhiều người đã thoát khỏi gánh nặng mưu sinh rồi Và bây giờ các bạn trẻ hay đặt ra cái khái niệm đó là nghỉ hưu ở tuổi 30-35 Có nghĩa là ở cái tuổi đó các bạn đã tự do về tài chính mà không phải lo nghĩ gì nữa Có một khoản tiền tiết kiệm hay có một nguồn thu đảm bảo Để các bạn có thể thỏa mãn được những nhu cầu của cuộc sống ở trong giới hạn của mình Thế các bạn thân mến, chơi audio cũng như thế Chúng ta có thể mua những dàn máy đắt tiền Có thể hàng chục tỷ đồng, hàng tỷ đồng, hàng trăm triệu đồng đồng hay thậm chí chỉ là vài triệu đồng nhưng các bạn thấy rất rõ chúng ta đều gặp nhau ở một điểm chung đó đều là cái thú vui đều là hướng đến những cái hay nhất cái đẹp nhất trong mỗi thanh âm mà chúng ta muốn hướng đến có nhiều người có thể chơi những dàn máy hàng chục tỷ đồng và có những người chỉ chơi dàn máy vài triệu đồng nhưng đều gặp nhau ở một cái kiến thức chung đó là hướng đến sự hoàn thiện trong giải âm tức là hưởng thụ vẻ đẹp lấp lánh trong các giải âm thanh các bạn thân mến không có nghĩa là khi các bạn phải đủ điều kiện kinh tế các bạn mua một dàn máy thật nhiều tiền thì các bạn mới là người đã thỏa mãn được cái niềm đam mê của mình mới là cái thú vui của các bậc tao nhân mặc khách không phải đâu ạ các bạn nhớ nhé các bạn có thể bật cái điện thoại lên các bạn có thể nghe cái loa vi tính nhưng các bạn thấy là các bạn cảm thụ được hết cái hay trong lời ca cảm thụ được hết cái hay trong cái giọng ca của những cái ca sĩ mà các bạn yêu thích hay đơn giản nhất các bạn hiểu về sóng âm hiểu về sự bóc tách trong các giải âm vân vân và vân vân đó là những cái kiến thức mà chỉ những bậc tao nhân mặc khách mới hiểu nhau được Thì các bạn nhớ thủa xưa có cái câu chuyện Đó là Bá Nha và Tử Kỳ Chỉ một người đánh đàn và chỉ người kia nghe đàn Mới hiểu được cái tiếng đàn đấy Chất chứa những nỗi niềm tâm sự Và khi một người hiểu đàn mất đi Thì người chơi đàn cũng đập vỡ cây đàn Và không bao giờ chơi đàn nữa Bởi vì trong thế gian không còn người hiểu mình nữa Đó là cái thú vui của những cái bậc tao nhân mặc khách của những người mà chi kỷ, đấy, chi bỉ, đấy. Thế thì các bạn nào mà trước đây cùng cái thế hệ với tôi đi học thì chúng ta nhớ cái câu chuyện khóc dương khuê của cụ nguyễn khuyến bạn nào hà nam thì chắc không xa lạ với cụ nguyễn khuyến nữa rồi à, khi mà nghe tin người bạn thân của mình đó là bác dương khuê qua đời vì tuổi cao thì nguyễn khuyến nói là bác dương nay đã thôi rồi bác dương thôi đã thôi rồi nước mây man mác ngậm ngồi lòng ta nhớ từ thủa đăng khoa về trước tôi À, à, vẫn sớm hôm tôi bác có nhau đấy à, kính yêu từ trước đến sau trong khi gặp gỡ khác đâu riêng trời bác già tôi cũng già rồi hơi đâu ép lấy hai dòng chứa chan tôi nhớ đại khái kiểu kiểu như vậy rất là nhiều bắt đầu kể lại những cái câu chuyện của cái thủa hàn vi cùng nhau đi dự ở những cái khoa thi trên kinh kỷ và bây giờ già rồi do già yếu không đi lại được thăm nhau nữa nhưng lúc nào cũng nghe ngóng về nhau thì các bạn thấy thủa xưa có những cái câu chuyện những cái người bạn audio những người người bạn nghệ thuật khi mà bạn đến nhà thì chỉ đóng cho bạn một cái ghế đấy và khi bạn à, đến thì mới hạ cái ghế đó xuống ngồi còn khi bạn về thì lại treo cái ghế đó lên tường mà không cho ai ngồi cái ghế đó chỉ dành riêng cho bạn chi kỷ thôi đó là cái câu chuyện trân trọng cái người bạn hiểu cái thú vui của mình thì hôm nay tôi nói với các bạn rất nhiều những cái dòng thiết bị audio mà các bạn có thể hướng đến cái niềm vui đó không nhất thiết là chúng ta phải mua những cái dàn máy quá đắt đỏ hay nó vượt ngoài khả năng của mình thế các bạn thân mến ngày hôm nay thì các bạn có thể bỏ ra vài triệu đồng thôi các bạn đã hoàn toàn sở hữu ngay một trong những cặp loa giúp cho các bạn có thể có được cái thú vui tao nhã đó và giúp cho các bạn có thể tìm đến những người bạn tri kỷ xung quanh mình để chúng ta khi chán rượu khi cuộc cờ có thể là pha một ấm trà một ly cà phê hay một ly rượu nhỏ chúng ta nhâm nhi nghe những đĩa cd mà cái thủa hàn vi chúng ta mong muốn lắm chúng ta không có được hay thậm chí bây giờ là các bạn có điều kiện mua những cái dàn máy khủng hơn nhưng các bạn lại không muốn chất âm hiện đại các bạn muốn có được cái chất âm cổ điển nào đó để mà các bạn mong muốn là chỉ ở cái thế hệ các bạn những người gắn bó với nhau mới hiểu được thì câu chuyện này là câu chuyện của những cái người chi kỷ chi bỉ hiểu người và hiểu mình Minh nhân thiên hạ nhiều vô kể chi kỷ cùng tan được mấy người trong chơi audio thì nó cũng như thế thôi thì các bạn thấy đây là một cặp loa đó là cặp loa yamaha cặp loa này có giá chỉ 6 triệu năm trăm ngàn đồng các bạn thân mến đây là cặp loa yamaha các bạn nhìn thấy đó là cặp 200 m nó sử dụng một bát giấy 25 một gân lụa vẫn còn mềm Thông thường những cái dòng dia tone hay những dòng Yamaha thường hay chết cái gân lụa này và làm cho cái tiếng bát không còn chiều sâu, không còn tự nhiên. Nhưng đây là một cặp loa để bát lụa còn nguyên rất là mềm như các bạn nhìn thấy. Trung đôm chép đôm cho tiếng vô cùng ấm áp. Và các bạn thấy cái chữ S, ký NS này này thì tôi đã nói các bạn rồi. Đó là cái triết lý của thằng anh em ha NS có nghĩa là âm thanh tự nhiên viết tắt của một cái từ ngữ tiếng Anh đại khái kiểu như vậy cặp loa này giá chỉ 6 triệu 500 000 đồng các bạn có thể đánh vào các dòng âm ly Pioneer 7800 8800 hay thậm chí là 6400 vân vân hay những dòng maza 54 74 vân vân sẽ cho tiếng cực kỳ ấm áp của những dòng săn xuôi 2000x vân vân thì đánh quá tuyệt vời rồi ở ờ, giữa đây thì các bạn thấy một cái cặp loa Mỹ đó là cặp loa Calip đây là cái dòng loa bookshelf Cặp loa này thì có toàn bộ thân của nó màu vàng và nó sử dụng một bát có cái họa tiết màu vàng, một chép kèn khe dọc để định hướng âm thanh chính xác, lỗ thông hơi trực diện. Cặp loa này thì có giá 9 triệu đồng, đó là cặp loa bookshelf Calip. Các bạn có thể gấp vào một cái cầu B của âm ly trong gia đình để các bạn có thể có thêm một cái cặp loa để nghe nhạc. Bày trên phòng khách cũng được, bày ở bàn làm việc hay phòng ngủ cũng rất là tuyệt vời. Có thể là một cái đêm trăng rất là lãng mạn hai vợ chồng cùng nằm nghe một cái ca khúc mà cái thủ Hàn Vi gặp gỡ nhau, tán tỉnh nhau, yêu đương nhau. Có thể là nhạc vàng, có thể là nhạc trẻ, nó sẽ gợi gợi cho mình rất nhiều cái cảm xúc và nó tăng lên đó là cái sự lãng mạn cho cái không gian riêng của mình. Các bạn thân mến, đó là chính là lợi thế của những cặp book sell. Và nói về những dòng book thì các bạn biết rồi, không thể không nhắc đến những cặp BVK. Thì đây là một trong những cặp loa book BVK có giá chỉ 10 triệu đồng. Một cặp loa sản xuất tại Anh Quốc với cấu trúc một mid chép dome và một bass. Các bạn thấy sợi tổng hợp. Đấy, đây là một trong những cặp loa lỗ thông hơi trực diện. Cặp này thì các bạn thấy kích thước của nó cũng xem xem như dòng Calip và bút uh, xin lỗi các bạn bút sẹo uh, của BVK này thì có giá 10 triệu đồng các bạn có thể đánh bằng các dòng âm ly của mỹ của nhật những cái dòng âm ly mà các bạn đang có trong gia đình các bạn có thể ghép nó vào cầu b tức là các bạn đã có một cặp loa chính rồi thì thêm một cặp nữa sẽ giúp cho các bạn có một cái sự trải nghiệm rất là tuyệt vời các bạn thân mến những cặp loa không quá đắt đỏ nhưng đều là những cặp loa hàng hiệu giúp cho các bạn có thể có những cái trải nghiệm của những bậc tao nhân mặc khách đấy thì các bạn nhớ là trong nghe nhạc vàng thì các bạn còn nhớ đến câu chuyện à, Hàn Mặc Tử đúng không ạ? Hàn Mặc Tử là một thi sĩ ở những thập niên 30 40 của thế kỷ trước và đem lòng yêu một người con gái đẹp là mộng cầm và không may thì Hàn Mặc Tử mắc bệnh phong tức là cái bệnh hủi thì ông phải về cái vùng cái trại hủi ở Quy Nhơn gì đó tôi nhớ mang máng như vậy và sau đó ông mất thì thời kỳ này người ta chưa nghĩ ra chưa tìm ra thuốc để chữa bệnh hủi cho nên ở cái trại phong này và ông đã mất ở đó thì các bạn thấy là người đời sau đã xót thương cho cái mối tình oan nghiệt của một cái thi nhân đấy rất là tài năng và một cái tình yêu lãng mạn với người đẹp mộng cầm và các bạn thấy đó chính là sự ra đời của bài hát Hàn Mặc Tử Ai mua chăng tôi bán chăng cho Chăng nằm yên trên cành liễu đại chờ Các bạn có thể tìm lại bài hát này trên Youtube, trên Google Nhưng các bạn có thể nghe bằng rất nhiều những giọng hát khác Như tôi rất mến mộ bài hát này với tiếng hát của Phương Dung, của Thanh Tuyền Đặc biệt bản phối của Trường Vũ trước những năm 2000 Đây là một bản phối hay Các bạn có thể tìm về bản phối này Đeo tay phone đầy đủ và để nghe à, nếu như nói về những cái cặp loa có mức giá siêu hấp dẫn, siêu hời chúng ta cũng không thể là không nói đến cặp Elac trước mắt các bạn. Đây là cặp loa Elac sản xuất tại Đức với cấu trúc các bạn thấy ở dưới cùng là hai bát, ở giữa là một chép và trên cùng chính là một loa chung. Cách thiết kế cực kỳ độc dị và dòng Elac thì các bạn biết rồi, đương nhiên rồi, đem đến âm thanh rất là chuẩn xác. Trước đây thì tôi có một cái cặp focal của Pháp cũng có cấu trúc và kích thước tương tự như thế này Nhưng các bạn thấy là những cặp focal của Pháp thì nó luôn luôn thể hiện tính cách của người Pháp Đó là sự điệu đà trong cái tính cách nhưng người Đức khác đó là cái sự chính xác, uyên bác và bác học. Thì các bạn thấy là những cái dòng loa Đức, kể cả những cái dòng telephone can trước đây tôi bán rất nhiều, nhưng các bạn thấy là hầu như những cái dòng loa của Đức bao giờ hướng đến âm thanh bóc tách mà nó chi tiết rất là tự nhiên. Các bạn ném cái cốc xuống sàn nhà nó vỡ như thế nào thì những cái cặp Elac này nó sẽ tái hiện là âm thanh giống y như thế các bạn. Sẽ không thể phân biệt được đó là âm thanh phát ra từ thiết bị điện tử. Cặp loa lắc này giá chỉ 13 triệu đồng. Ở đây thì các bạn thấy một bộ kéo đẩy của hãng Pioneer Cặp này đi à, Bộ kéo đẩy này thì trước đây tôi đã bán rất là nhiều rồi Và lâu lắm rồi thì mới có một cặp đó là cặp D uh, ở phía trên là C73 Và dưới cũng là POM 73 Thì các bạn thân mến đây là một bộ kéo đẩy của Pioneer Có thể đánh được rất nhiều các dòng loa và âm thanh của nó rất là sạch, tĩnh, trong trẻo à, Nếu như các bạn có điều kiện thì hãy quất thêm một chiếc đầu CD Sony 555 ESG Đây là một bộ có hồi gỗ rất là sang trọng và chiếc đầu CD này thì có giá 18 triệu đồng các bạn thân mến có lẽ cũng không cần quá nhiều tiền, thậm chí là các bạn có thể mua những cái cặp loa Pioneer CS 700 này, giá chỉ vài triệu đồng thôi. Đấy, các bạn cũng đã có thể thỏa mãn cái niềm đam mê nghe nhạc chuyên nghiệp và đặc biệt là chúng ta có những người bạn khi mà chúng ta cùng vô cùng sở thích chúng ta nghe những cái ca khúc mình yêu thích và ngồi bên nhau thôi chúng ta uống một ấm trà và cùng nhau tâm sự thì các bạn thấy đó là cái niềm vui mà trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng có được đặc biệt là trong cuộc sống xô bồ trong cuộc sống kinh tế thị trường hiện nay thì các bạn thấy nó rất là sôi động và chúng ta không còn những thời gian nông nhàn của những thời kỳ trước đây đâu và các bạn thấy là ai cũng bận ai cũng phải mưu sinh nhưng mà ít khi chúng ta có thời gian để quây quần bên nhau lắm. thì các bạn thân mến một vài điều mà tôi tâm sự và tiếp thị đến các bạn một vài cặp loa. các bạn nhớ tất cả những yêu cầu về mua sắm hay tư vấn phối ghép các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. xin chào tạm biệt.